ักนี้เดือดมีอาบุญพ่ออาดังนินลาดังนินนอนเนื้อกลางปิงลาโอ้ยเฮ้อเส้นดังngày xưa gặp cô thôn nữ kén vua làm chồng, đức vua sang rộng tấm lòng, hạ chiếu xây dựng đình làng cho dân. Để rồi cứ mỗi mùa xuân, bài ca em hát trăm lần đón anh. Bài hát Ai về tĩnh xá quê em của nhạc sĩ Đức Miên, phòng thơ Nguyễn Văn Giàng, do các nghệ sĩ quan họ viết. Đình làng tĩnh xá quê ta được xếp hạng cấp quốc gia năm nào, gần xa ai cũng tự hào, phú hòa mảnh đất gửi trao nghĩa tình. Con sông đồng khởi nghiêng mình trước đền thờ thánh linh lang sớm chiều. Con
bây giờ chia sẻ đôi nơi. Để kẻ về tình chung ý, tình chung rằng là người ở. Để kẻ về tình chung ý, tình chung rằng là người ở. Rằng ai ơi, đường vui như thế này chúng tôi chờ ra về, liệu có nhớ đến chúng tôi chăng, có nhớ đến chúng tôi không? Ruột tâm chín nghi khúc nghi quằn nghi đau. Nhớ đến chúng tôi chẳng có.